Chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì Hằng ở trong nhà. Thì cái này là cái dứa thiên nhiên nha. Thì hôm nay Hằng sẽ nấu canh chua cái dứa. Thì mình nấu chứ 2 khúc cái dứa thôi. Mình nấu một tô ăn thôi. Thì cái này thì hôm nay Hằng sẽ nấu với bắp chuối. Cái này là cá kho. Cá kho nha. Cá kho thì cá bóng này kia, cá lộn xộn vậy đó. Thì cả nhà có ăn cá bóng mà cá lộn xộn gì thì bời nói với Hằng thì Hằng sẽ gửi nha. Thì Hằng sẽ nói chị Huệ á làm gửi. Giờ mình cần tỏi để mình cháy lên mình cho thơm á, mình để cá vô nha, mình thắng nước màu á, thơm để cá vô mình kho. Đây thì mình đang bắt nước để mình nấu canh chua. Các con này thì hàng đổ nước mắm nhiều á cho nên mình kho rất là ngon. Thì cá nãy giờ hàng ướp rồi nè, thì lúc mình kho mình đừng có làm mạnh tay, mình làm nhẹ nhẹ thôi thì cá của mình chút xíu nữa mình cho lửa riu riu để sắc cạn hết cái nước mắm này nè thì nó sẽ ngon. Hàng không có đổ nước, bí quyết kho cá của hàng là như vậy thôi. Mình kho từ từ cho nó sạch cái cá này. Hằng sẽ cho vô nha. Cá này là cá dứa thiên nhiên, mua để nhà cho bà nội với bà ngoại ăn. Cái từ nhỏ thì nó cũng ít ăn lắm. Mình với cục me ra, mình dầm me ăn. Mình nấu canh chua. Còn cái phần cá này nè thì nó chỉ rất là chắc thịt nha cả nhà. Trời ơi, chắc thịt ngon dữ lắm luôn. Chút xíu thì Hằng nấu rồi, Hằng cũng phải cho thêm cái hành tỏi phi vô nha. Kho sạch sạch. Cứng như cá. Càng kho hồi là cứng như cá. Càng kho càng cứng, càng kho càng cứng. Vậy được rồi, để em thử hồi cứng quá ăn cũng ngon nha. Thì cái này là cá kho tiêu, cá bóng kho tiêu. Cá bóng kho tiêu Hằng kho xong rồi đó. Các nhà xem hấp dẫn không? Đây cứng ngắt luôn à, không cứng. Nó vớt ra rồi thì con này là cá cũng chín rồi. Nãy giờ thêm nấu cái nồi nước này nha, giờ mình cho qua một bên để mình để rau vô, để bắp chuối vô, em hơi nát cá. Mình hạnh phúc nhất là mình còn chăm sóc được mẹ mình nha cả nhà. Không phải là Hằng nói ấy đâu, nhưng mà ai có mẹ đều hiểu được cái cảm giác mình được chăm sóc cho mẹ mình á. Bên nhà sáng thì có má ở đây nè, thì Hằng sẽ làm đồ ăn xong rồi Hằng mới ra trời để cho mẹ với má nhà ăn. Rồi không có má ở đây thì Hằng cũng làm cho mẹ vậy đó, rồi với má em với mẹ với tụi nhỏ ăn. Rồi cái Hằng đi ra trời Hằng quay clip. Xong rồi cả nhà. Hạnh phúc nhất là mình còn chăm sóc được cho cha mẹ mình. Xong. Cả nhà ăn cơm. Cái này là cá kho khô nha. Cái này là canh chua. Cái đó là cơm chiên. Hay còn cơm nguội hơn chiên cơm. Ai ăn cơm gì ăn? Bình ăn cơm nào? Dạ con ăn cơm chiên. Người mẹ cũng ăn cơm chiên luôn. Cơm chiên nhưng mà mình vẫn ăn được với cá kho với cá chiên với canh chua. Tại vì cái này hàng ngày chiên lạc á, nên mình ăn được. Cho mời cả nhà ăn cơm chiên.
ăn cá ăn cơm ăn như cái bình nha mới đã. Canh chua và cái nhà ăn cơm với nhà hàng với bé Bình nha. Con chiên để con chiên là anh dùng thì Hằng mua con nào con lấy nó quay à, để mình làm mà cá chẽm muối mặn nha. Thì lâu rồi Hằng không có làm con cá chẽm muối mặn, thì hôm nay mình làm cá chẽm muối mặn nha. Quá trời nó ngon này, cả nhà xem này, u quay luôn. Hằng mua chục con nha, cái này chục con đây mà muối mặn rồi là con còn khoảng chừng ký à, con chừng ký 1 ký à, chứ không nhiều đâu. Quá trời cá chẽm này. Cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng nha, để Hằng gửi. Lòng này là lòng cá chẽm nè, trời ơi trắng thiếu luôn, ngon hết sức không. Thì cái này 10 bộ lòng nè, 10 bộ lòng của 10 con cá, 10 con cá này là 2 ký mấy con nè, 2 ký mấy 3 ký con đó. Lòng rất là ngon nha, thì cả nhà có ăn nè đó, ngon hết ý luôn. Cái này là lâu lâu thì Hằng bán Hằng làm mấy thì Hằng mới có nha, chứ thường thì Hằng bán nguyên ấy không à. Thì đợt có bữa nay thì Hằng làm cá muối mặn á mới có, thường là bán nguyên cái đầu nha, nhưng mà đặc biệt hôm nay bán lòng không luôn. Thì cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng. Cua của anh Thanh, anh Thanh lấy cua này thì năm con này 2 ký nè. Thì cái cua này thì đi cho anh ở cua này nó quá trời, nó gạch rồi nè, gạch lòi luôn nè, lòi con nào con ấy lòi thiệt lòi luôn. Anh ở vùng chánh, anh đi như 5 con này cho anh nè, gạch lòi không luôn, quá lòi luôn, lòi tới nó bỏ hết nổi luôn. Thì đi cho anh Thanh ở Bình Chánh nha, hay 5 con này vô 2 ký nè, 2 ký mấy luôn. Quá trời cua gạch này, gạch thấy ham luôn, quá gạch luôn. Thì giờ đi này đi lên Bình Chánh cho anh nha.
này là 2,3 kg, 5 con. Giờ quá trời nó gắt tới lòi lòi hết trơn rồi nè. Lòi tới nó bỏ hết nổi luôn á. Mấy con cua này ăn tới luôn. Cá nâu. Cá nâu này 8 con. Và 6, 8. 8 con này mà 3,3 kg. 8 con 3,3 kg nha. Cá này trứng. Ú quay mập. Cả nhà có ăn cá nâu thì gọi cho Hằng nha. Hằng gửi số điện thoại của Hằng 08 69 17 62 96. Zalo Facebook của Hằng đều số đó hết. Cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng, Hằng gửi nha. Cá nâu này là 2 con gần tí nè. Thì số chung thì 2 con gần tí, 2 con gần tí á. Rồi giờ thì cái nhà có ăn thì gọi cho Hằng nha. Đây, cái chẻm này sớm Hằng làm là 10 con nha. Không biết chừng nào nó sình nữa, nó không có sình nổi. Hằng để cho nó sình sình á, thì sau Hằng mình mới làm nha. Này mình chuẩn bị đi ngủ mình mới làm. Đây thì cái này thì 10 con này là mấy chục ký nè. Hằng mua Hằng làm cái chẻm muối mặn nha. Thì cả nhà có ăn cái chẻm muối mặn thì đặt Hằng nha. Thì tuần nữa mới có. Tại giờ làm là cỡ tuần nữa làm mình cỡ 3 ngày. 3 ngày mình đem ra phơi 4 ngày nữa là 1 tuần á. 1 tuần là có nha cả nhà. Tại vì mình muối 3 ngày, 3 ngày là nó sát vô rồi. Rồi thêm 4 ngày mình phơi nữa là 1 tuần á là có ăn rồi. Thì cả nhà có ăn gọi Hằng nha. Cá chẻm nó quá mập luôn. Trời, Hằng cũng chuẩn bị ở nhà đồ ăn nha. Thì sáng Hằng mua mấy ký thịt mà, 4 ký thịt. Thì 5 ký thì đem ra chòi 1 ký. Còn cái chi với nó nói muốn ăn khô khô quẹt á thì Hằng đem ra chòi 1 ký nha. Còn cái này là thịt này thì Hằng đem đi khìa để ở nhà ăn bún hoặc ăn bánh mì á. Sáng ăn bún hoặc bánh mì với ăn cơm á, thì tụi nhỏ thích ăn cơm. Vì còn sáng thì mua bún bịch sẵn á, bà nội với bà ngoại làm bún mắm ăn. Cái thịt chiên, cái này thì Hằng ướp chiên đó, thì ướp sẵn vậy này ở nhà bà nội với bà ngoại. Bà nội chiên làm cho bà ngoại ăn. Thì Hằng đi chòi thì đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì cái thịt kho nữa, thêm nồi thịt kho nữa để vậy đó rồi ở nhà bà cháu ăn. Tôm khô cả nhà ơi, tôm khô này là 750 nha, nguyên con đàng hoàng luôn, ngon bao ngon nha. Đây thì cả nhà có ăn tôm khô này gọi cho Hằng, Hằng gửi nha. Cái này hàng này là 750 nè, rất là ngon, ngọt, khô, cứng, thơm, bao ngon luôn. Hàng thiên nhiên nha. Chị cái tôm khô này Hằng bán rất là chạy, tại vì Hằng thấy cái tôm khô này vừa ngon mà nó vừa rẻ nữa. Thì Hằng bán cái tôm khô này nha. Ngon lắm. Cả nhà có ăn thì cứ gọi cho Hằng, Hằng gửi nha. Nói chung ra thì Hằng bán khách quen không à. Thì anh chị cô chú bác á thì mua đồ của Hằng có thấy Hằng bán chất lượng đó thì cứ mua ủng hộ Hằng vậy đó. Tôm này là tôm 1 triệu nha cả nhà. Tôm này thì màu tự nhiên, màu đẹp nha, màu tự nhiên của nó vậy đó chứ không có. Tôm này cũng là tôm đất biển nè, rồi tôm sắt nè đó, tôm này là tôm biển nha. Cua có lóc nha, cua có lóc bên Hằng bao ngon nha. Thì cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng để Hằng gửi nha. Thì cua có lóc này nè thì vừa ăn ngon, mềm, thơm. Thì Hằng mới không à, Hằng không bán hàng cũ nha cả nhà. Thì Hằng bao ngon á, cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng để Hằng gửi nha. Số điện thoại của Hằng là 0869176296. Thì Zalo Facebook Hằng điều số đó. Mà cái khô này nè là khô mới. Với giá lại như cái con cá này không có bị hôi cỏ. Thì mình làm khô mới rồi làm vừa ăn nó không có cứng á. Cho nên mình ăn thì còn cái vị của con cá nha, không có phải là như con khô mà nó khô khốc. Cho nên rất là ngon. Cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng, Hằng gửi nha. Này là khô cá lưỡi trâu nha. Khô cá lưỡi trâu bên Hằng đang có nè cả nhà. Thấy không? Này là ướp ớt tươi nha. Rồi cái này là hả? Phơi không có khô lắm đâu. Cái này ăn thì chiên lên ăn thịt không à. Cá này cũng có bự nha, chứ không phải cá nhỏ nha cả nhà. Thì cả nhà có ăn khô cá lưỡi trâu thì gọi cho Hằng nha, Hằng gửi nha. Đây nè, là ướp ớt tươi nè, thấy không? Nhìn không? Ngon không? Này mình vớt ra một chút chứ cái này cũng là cái nước cốt á.
Hồi tại mình thấy cái mặt này, cho mình chớp chớp ra đi. Này thì Hằng thấy cũng được được nè. Nó cũng chín rồi. Thì cho cái này là cái đường phèn viên. Hằng xài đường phèn nha. Tại má bị tiểu đường á, nên Hằng nấu chè cho ăn thì Hằng xài đường phèn mà mình ít thôi, mình không xài nhiều đâu. Nấu lạt lạt á. Nấu lạt lạt má. Rồi khi nào nhà muốn ăn ngọt á thì mình để vô thêm. Còn giờ thì mình để lạt lạt thôi. Nấu cái đường này nó tan ra. Còn cái phần này thì nha đam thì Hằng đã sắc sợi vậy nè, Hằng cho vô luôn nha, để cho nó chín lượt luôn. Xíu mình hay để nước cốt dừa vô, cốt dừa đậm đặc vô nó là dừa. Này Hằng nấu này coi nha đam Hằng sắc sợi nhìn thấy ngon không, y như là mình nấu cái bột khoai trắng vậy đó. Nấu xíu nữa mình nêm nếm nha. Thì Hằng nêm ở nhà ăn ngọt hơn. Còn má thằng múc ra thì hơi lạc lạc vậy đó. Này là cái dừa. Này là nước cốt dừa. Tại hồi bữa hôm qua Hằng mua đó, nên mình để tủ đông đó. Bây giờ mình mới đem ra mình xài. Bên ra giờ nó đông vậy nè. Thì thằng lấy cái nước cốt dừa thằng để vô nó là dừa đó. Mình nấu cái này lạc lạc. Thằng sẽ múc ra cho má trước nha. Múc ra cho má trước rồi Hằng mới để sầu riêng vô cho nhà ăn. Tại hôm nay mình sẽ xài bằng sầu riêng, nhưng phải múc ra cho bà ngoại trước ấy. Nấu lạc xèo à, để cho bà ngoại rồi mình để sầu riêng vô mình hãy nêm cho ngọt lại một xíu. Đậu nó nở rồi. Giờ Hằng múc ra cái tô để cho bà ngoại. Cái nha đam nó cũng chín hết rồi. Thì Hằng nấu cái này nó không bao giờ đặc đâu, tại vì có nha đam á với đậu không à. Đây. Múc ra cho bà nông một bà ngoại một tô. Đó. Rồi phần của nhà thì Hằng để sầu riêng vô nha. Thì cái này cái cục sầu riêng nè. Cơm sầu riêng á để vô cho cơm. Thôi bắt ngát luôn. Quá trời. Này, cái cơm sầu riêng này thì cho nguyên một cục vô. Nha đam sầu riêng. Biết nó có kỹ không? Nha đam sầu riêng đậu xanh. Biết có kỹ không nữa nè. Sầu riêng mình nấu cho nó tan.